Hậu Giang bé nước sâu sâu, lục bình trâu mãi đậm đà tình quê. Kinh sáng mới đầu tàu đương chạy, anh thương em thì thương đại. 7749 kiếp nạn thì mấy anh em Long Phát Audio đã có mặt tại thành phố Vị Thanh nha. Bên tay trái của em là khu đô thị Victory nha. Còn bên tay phải là có mẹ anh Khanh đang đứng đợi mấy anh em Long Phát. Có ba của anh Khanh đang chạy xuồng tới nha cả nhà. Sau đó mấy anh em sẽ đưa dàn loa G10X bản nâng cấp lên xuồng, rồi mấy anh em sẽ thẳng tiến về nhà anh Khanh. Chúc anh em là về miền Tây, anh em mới thấy cảnh này nè. Mấy anh em đang đưa dàn loa vào bên trong, sau đó tháo dàn loa, lắp đặt, căn chỉnh rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai micro. Mà cả nhà mình cùng đeo tai nghe vào để cảm nhận chất âm của dàn loa G10X phiên bản nâng cấp tại Hậu Giang được tốt hơn. Rung nhà luôn đó. Thì nãy giờ chúng thấy test mic cũng như là test nhạc xong rồi, thì và chú cảm nhận về mic nó như thế nào ta? Mic thì thấy nhẹ ca ngon, mic nhẹ ca ngon. Đó. Chú thấy khâu bàn giao ở đây thì chú cảm nhận như thế nào ta? Nhân viên cũng tận tình. Thì hôm qua thì anh Khanh cũng có đến trực tiếp cửa hàng để test cũng như là chọn hàng mẫu loa siêu mà nâng cấp này rồi nha. Thì lý do tại sao mà mẫu loa này lại hot đến như vậy thì em sẽ mình có thể là đóng được rồi ha. Đó. Thì con xin thay mặt công ty là cảm ơn gia đình mình cũng như là chúc gia đình mình sức khỏe cũng như là mạnh tất cả đạt nha. Dạ. Cảm ơn xin phép. Con xin phép chúng lời.